Vâng các bác ơi, một cái mẫu xe mà dành cho các bác có thể mua về đi gia đình cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, hoặc các bác có thể mua về chạy dịch vụ thì cũng rất là hợp lý cho tất cả mọi người. Vâng, bà con cô bác chị em nhà mình nào đang có cái tầm tiền cửa tiền hơn 200 triệu một chút, muốn mua một chiếc xe gọi là đi gia đình hay chạy dịch vụ hay là chuyên chạy dịch vụ cũng được, vì đây là một cái mẫu xe sinh ra để dành cho các bác có thể là vừa chạy gia đình tiết kiệm và vừa chạy dịch vụ đều rất là ok. Ngày hôm nay tôi đây sẽ giới thiệu đến cho anh em một chiếc Mitsubishi Archer. Con này sản xuất năm 2016, phiên bản số sàn, máy 1.2. Con này thì tư nhân chính chủ biển Hà Nội, không khoan đục, không taxi và không dịch vụ mọi người nhé. Một cái cửa tiền, một cái tầm tiền chỉ có hơn 200 triệu thôi, nhưng các bác đã sở hữu được một chiếc Mitsubishi Archer. Con này là bản đủ số sàn, tư nhân chính chủ biển Hà Nội, máy 1.2, màu lâu màu ghi. Đấy, màu ghi nhé các bạn nhé. Con này thì form dáng của nó rất là đẹp, một trong dòng xe ở phân khúc hạng B cực kỳ chất lượng và tiết kiệm. Con này nó bản đủ số sàn, trang bị đầy đủ la đăng đúc 4 bánh, xi nhan báo rẽ trên gương, có túi khí, có ABS, gương kính đầy đủ hết theo xe. Và bà con có bác chị em nhà mình nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc xe này, có thể qua trực tiếp bên em, địa chỉ thôn 1 xã Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng để xem xe, trải nghiệm và chạy thử cùng em nhé. Với cái cửa tiền rất là hợp lý như thế này thì em nghĩ đây cũng là một cái dòng xe rất là ổn định và chất lượng cho quý khách hàng và quý bà con. Vâng, một chiếc xe gia đình không kinh doanh taxi dịch vụ, một chiếc xe tư nhân chính chủ biển Hà Nội, 30F92329 ạ. Với cái giống giá tiền thì khá là yêu rồi. Và bà con có bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc Mitsubishi Archer này thì có thể qua bên em hút thuốc nào, uống nước chè và trải nghiệm về xe thoải mái, không mất tiền, không mất phí, và không mua thì cũng lại đi về cũng được, rất là vui vẻ để đón tiếp tất cả mọi người. Vâng, với dòng này thì thiết kế của nó thì em thấy nó cũng rất là đẹp và trẻ trung. Thương hiệu nổi tiếng đến từ Mitsubishi của Nhật Bản. Con này thì nhập khẩu nguyên chiếc của Thái Lan mà con nhé. Nhập khẩu nguyên chiếc của Thái Lan. Một dòng xe đến từ thương hiệu Mitsubishi rất là đẹp luôn. Tất cả mọi thứ của nó này, la đăng đúc 4 bánh theo xe bà con nhé. La đăng của bản đủ ạ. Đầy đủ hết theo xe. Có hệ thống đăng kiểm đến tháng 12 năm 2025. Tức là còn đâu đó khoảng hơn 1 năm nữa, gần 2 năm nữa sử dụng của con nhé. Xi nhan được báo rẽ trên gương. Đầy đủ hết theo xe. Tất cả mọi thứ từ sơn si bên ngoài của chiếc xe thì còn khá là đẹp và sạch sẽ. Xe thì còn đẹp, keo chỉ zin 100% không lỗi bảo con nhé. Tôn vỏ mỏng tanh luôn. La đăng của nó là nút 4 bánh này. Rất là đẹp và rất chất lượng, đảm bảo cho anh em đi lại thì cực kỳ yêu. Với cái hệ thống đó, đèn phía sau thì còn khá là đẹp. Đây bảo con đây, đèn phía sau khá đẹp luôn này. Tất cả một cái dòng xe mà có thể nói là sản xuất ra để cho các bác có thể là yêu cái tiết kiệm. Yêu cái tiết kiệm nha bà con nhé. Với tất cả hệ thống đèn đóm của nó rất sạch sẽ và đẹp đẽ, dòng này thì đang bán rất hot trên thị trường. Và với cái cửa tiền chỉ có loanh quanh khoảng 215 triệu đồng thôi, 215 triệu đồng, hô 200 triệu một chút thôi. Bà con thì có bác chị em nhà mình đã có được một chiếc Mitsubishi Archer 2016 số sàn, máy 1.2, 215 triệu đồng bà con đã sở hữu được chiếc xe này. Một cái dòng xe quá là chất lượng và đảm bảo cho anh em này. Đèn đóm của nó thì cực kỳ sáng này, đèn đóm của nó thì cực kỳ sáng sủa và rất là đẹp. Chóa pha của nó rất ok, sơn si sạch sẽ và đẹp đẽ nhá. Form dáng chuẩn không lỗi bà con nhá. Giờ chúng ta sẽ đi vào phần nội thất chiếc xe. Xe thì vẫn để lổ máy bình thường mà con nhá, em vẫn đang để lổ máy luôn ạ. Nội thất ghế da chiếc xe thì được bọc một bộ áo ghế bằng da màu đen, rất là đẹp cho tất cả mọi người. Điều hòa mát nhá, trần của nó là trần 5D chống nắng rất là tốt luôn. Với cái cửa tiền như con xe này thì đây là một cái dòng xe khá là ok. Nội thất ghế da cực kỳ đẹp, củ số của nó rất là ổn định cho tất cả mọi người. Vô lăng có tích hợp túi khí nhá bà con nhá. Có lịch trình thay dầu đầy đủ hết theo xe luôn bà con này. Hệ thống tắp lô tắp ly của nó thì rất là đẹp cho mọi người này. Với cái tầm tiền chỉ có 215 triệu đồng thôi thì bà con cô bác chị em nhà mình đã có được một chiếc Mitsubishi Archer 2015 phiên bản 2016 phiên bản số sàn, máy của nó là 1.2, một cái dòng xe cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu cho quý khách hàng và quý bà con cô bác chị em nhà mình nhé. Bà con cô bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc Mitsubishi Archer này thì có thể qua bên em uống nước chè, hút thuốc nào. Đây anh em nhìn thấy tất cả những cái phần ốc của nó này, khuy cửa này, hay tất cả mọi thứ ốc áp của nó là rất là đẹp đó bà con nhé, rất là đẹp. Vậy thì bà con có bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho thằng yêu tôi Hải Phòng. Tất cả đều rất là xịn sò, rất là đẹp cho quý hàng và quý bà con nhé. Nội thất ghế da cực kỳ xịn sò, rất là đẹp luôn này. Tất cả ốc áp của nó còn quá là ổn định và quá là đẹp. Tất cả mọi thứ đường keo đế chỉ ở bên trong xe, con này thì gần như là zin hết bà con nhé, zin hết 100% luôn, chứ không phải là gần như nữa, keo chỉ của nó đều zin hết 100%, từ những con ốc như này nó còn nguyên bản này bà con nhé. Với cửa tiền có 215 triệu đồng thì em nghĩ đây cũng là một cái dòng xe rất là hợp lý cho tất cả mọi người.
Vâng, khoang cúp của nó thì rất là đẹp luôn bà con này. Tất cả đường keo liễu chỉ của nó này gần như còn rất là zin và rất là đẹp cho quý hàng và quý bà con có bác chị em nhà mình. Vậy thì bà con có bác chị em nhà mình nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc xe Mitsubishi Outrage 2016 phiên bản số sàn, máy của nó là 1.2 hàng nhập khẩu nguyên chiếc của Thái Lan, một trong dòng xe thương hiệu đến từ Nhật Bản, và anh em thấy đây, tất cả mọi thứ ở đó còn rất là nguyên zin và rất là đẹp. Kích thước trong chiếc của chiếc xe thì còn nguyên bản hết theo xe và tất cả đều rất là ok cho quý khách hàng cũng như quý bà con có bác chị em nhà mình. Tất cả từ những con ốc cốp của nó là còn nguyên bản, một cái dòng xe rất là zin cho tất cả quý khách hàng và quý bà con ạ. Với giá chỉ có loanh quanh 215 triệu đồng thôi thì các bạn đã sở hữu được một chiếc xe rất là đẹp như này, chất lượng như này. Với cái tầm tiền khá là hợp lý bà con nhé. Và còn có bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về mẫu xe Mitsubishi Outrage này thì có thể qua bên em uống nước chè, hút thuốc nào và trải nghiệm về xe một cách thực tế và chân ái nhất bà con ạ. Xe thì cam kết khẳng định cho anh em là zin 100% không lỗi, một chiếc xe rất là đẹp cho quý hàng và quý bà con có thể mua về chạy dịch vụ hay chạy gia đình thì khá là yêu bà con nhé. Keo chỉ đây, keo chỉ zin 100% đây bà con nhé. Tất cả hệ thống đường keo liễu chỉ của nó rất là zin, ốc ác của nó rất là đẹp cho mọi người. 215 triệu đồng bên em bao rút hồ sơ một cái dòng xe rất là đẹp cho tất cả. Đây bà con nhìn thấy này, từ những cái phần ốc ác của chiếc xe như thế này nó còn quá là zin, một chiếc xe gia đình tư nhân chính chủ, xe rất là đẹp cho quý hàng và quý bà con. Tất cả hệ thống đường keo liễu chỉ ở bốn cánh của nó còn rất là đẹp và cốp đít của nó cũng khá là đẹp. Đồ thất thì lại cực kỳ sạch sẽ cho bà con nhé, đồ thất của này nó quá là sạch sẽ cho mọi người rồi. Vâng, với cái cửa tiền khá là hợp lý thì đây là một cái dòng xe cực kỳ yêu cho các xế yêu nhà ta muốn mua một cái dòng xe để đi gia đình thì rất là hợp lý cho mọi người nhé. Đăng kiểm tháng 12 năm 2025, một chiếc Mitsubishi Outrage 2016 số sàn 1.2 tư nhân biển Hà Nội, những cái dòng xe cực kỳ chất lượng đảm bảo cho anh em đi lại thì khá là yêu. Giờ chúng ta sẽ đi vào trong xe kiểm tra một số những tính năng ở trong con xe này. Sàn xiếc của chiếc xe rất là sạch này, xe mới chạy được có hơn 8 vạn thôi, hơn 8 vạn một cái dòng xe có thể nói là zin dã man luôn, không lỗi này, 8 vạn 3.010 cây này. Tất cả gần mưa phun nước của chiếc xe thì còn hoạt động rất là bình thường. Trang bị hệ thống màn hình cam lùi đầy đủ hết nhé, màn hình cam lùi đầy đủ hết theo xe này, đấy bà con thấy được đây. Dòng này thì anh em yên tâm là chạy con này thì nó quá lành, quá bền rồi. Máy số thì keo chỉ máy số nguyên zin. Tí chúng ta sẽ cùng kiểm tra xem là nguyên zin như thế nào. Tất cả cánh cửa của nó rất là đẹp và rất chất lượng cho quý hàng và quý bà con này. Đấy, một cái dòng xe cực kỳ chất lượng này, còi to này, tất cả hệ thống mặt gương chỉnh điện hết nhá. Tất cả hệ thống mặt gương của nó là chỉnh điện hết này, có đồ đài, có cam hành trình luôn này. Con này không biết là cam hành trình còn sống hay không này. Chả biết là còn sống hay không. Gắn ở đây, đăng kiểm còn và bạn nhìn thấy này. Tất cả hệ thống táp lô, táp ly của nó quá là sạch sẽ và quá là đẹp luôn. Nội thất của nó là ghế da cực kỳ sạch sẽ và đẹp đẽ cho tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và con này. Nội thất của nó rất là xịn sò luôn và con này. Một cái dòng xe quá là chất lượng và quá là dã man luôn. Có trang bị thêm hai túi khí nha, một túi khí bên tài là một túi khí bên tài và một túi khí bên phụ này. Rất là đẹp luôn, SRS này, e băng này, rất là đẹp luôn, điều hòa cơ cực kỳ ổn định. Và chúng ta sẽ mở phần khoang máy chiếc xe ra để xem là máy móc của nó như thế nào nhé, có chất lượng và có đảm bảo cho anh em mình mua về dùng và sử dụng hay không, đèn đóm có ổn định hay không nhé bà con nhá. Con này thì được trang bị động cơ của nó là 1.2 thôi, rất là tiết kiệm nhiên liệu cho quý hàng. Đây là hệ thống đèn đóm của nó, đèn của nó rất là sáng buổi tối này, cực kỳ sáng vào buổi tối bà con nhá, cực kỳ sáng buổi tối này bà con thấy đây, quá là yêu cho tất cả mọi người cũng như quý hàng và quý bà con. Với cái tầm tiền và với cái cửa tiền như con xe này thì em thấy là nó cực kỳ hợp lý và chất lượng đảm bảo cho anh em đi lại này. Đấy, cục chia ABS này, cục chia ABS này, máy thì zin này, máy thì cục chia ABS này, lòng máy của nó này, tất cả hệ thống khoang máy của nó mới cứng cựa luôn. Máy của nó thì có 1.2 thôi, động cơ 3 máy 1.2, 3 máy thôi nhá, máy số zin hết 100%. Chạy thì rất là ổn định và khoang máy của nó thì rất là đơn giản, gần như đây là một cái dòng xe cực kỳ đơn giản nên anh em có thể nhìn thấy rất là rõ xem xe nó có đông ra hay không, có tai nạn hay không. Tất cả còn nguyên zin hết này, theo nhà máy sản xuất này. Và bà con có thể thấy không? Bà con thấy là con xe này nó quá zin không ạ? Zin dã man luôn nhá. Tất cả còn rất là đẹp, từ hệ thống đầu răng cho đến tất cả mọi thứ của nó rất sạch sẽ này. 215 triệu đồng sở hữu ngay được một em xe rất là thông dụng như thế này. Và bà con có bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc xe này
thì có thể nhấc máy lên và alo trực tiếp cho tôi đánh gọi không qua số hotline của em là 0816662386 hoặc 0971255863. Địa chỉ gà của em nằm tại ngay thôn 1 xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Và tôi đang có Hải Phòng rất hy vọng được đón tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng em ạ. Xin chào và hẹn lại quý khách hàng và quý bà con, cô bác anh chị em nhà mình ở những cái video tiếp theo của chương trình, cũng như là cho các bạn một cái chiếc xe cực kỳ hợp lý nhé.